huấn luyện viên Park Hang-seo, tôi không có ý định tiếp tục cầm quân tại Việt Nam. Có mặt tại Hàn Quốc trong buổi chiều tối nay ngày 14 tháng 2, huấn luyện viên Park Hang-seo lập tức mở một cuộc họp báo chớp nhoáng ngay tại sân bay Incheon trước truyền thông xứ Hàn. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, ông về Hàn Quốc trong 2 ngày nhằm thực hiện một chương trình truyền hình thực tế có liên quan đến ông Park. Ngay khi vừa đặt chân đến sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ với giới truyền thông xứ Hàn: "Tôi đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nên tôi không có ý định tiếp tục cầm quân chuyên nghiệp tại đây. Tôi cho rằng đó không phải là quyết định khôn ngoan. Tôi cũng không có ý định cầm quân chuyên nghiệp tại Hàn Quốc vì các đàn em của tôi đang làm việc rất tốt tại quê nhà. Nếu có một đề nghị từ một nơi nào đó ngoài Việt Nam và Hàn Quốc, tôi sẽ xem xét", huấn luyện viên Park Hang-seo nói thêm. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, ông chưa có ý định kết thúc sự nghiệp huấn luyện viên đỉnh cao. Nhưng với điều kiện ông cầm quân chuyên nghiệp bên ngoài Việt Nam và Hàn Quốc. Ngoài ra, trước nữa ông Park từng tuyên bố sẽ không nắm các đội tuyển quốc gia ở khu vực Đông Nam Á nhằm tránh đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Chính vì thế, nếu cầm quân chuyên nghiệp trong khu vực trong thời gian tới, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ dẫn dắt các câu lạc bộ. Vị huấn luyện viên này chia sẻ: "Gia đình tôi cho phép tôi cầm quân nhà nghề thêm 2 đến 3 năm nữa. Tôi nghĩ rằng điều này cũng phù hợp với tôi. Tùy thuộc vào nền bóng đá, điểm đến và vị trí mà tôi đảm nhiệm. Bên ngoài Hàn Quốc và Việt Nam, tôi có thể cầm quân đỉnh cao thêm 2 đến 3 năm nữa. Đó cũng sẽ là khoảng thời gian cuối cùng tôi dành cho bóng đá chuyên nghiệp", huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định. Ngoài ra, ông Park cũng để ngỏ khả năng làm việc cho đội tuyển quốc gia hoặc các câu lạc bộ khác nhau, tùy thuộc vào những lời đề nghị mà ông nhận được trong thời gian tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói, đội tuyển quốc gia hay câu lạc bộ đều có những ưu và nhược điểm riêng. Cũng nhân buổi trả lời truyền thông Hàn Quốc, ông Park cũng nói về khả năng ra nước ngoài thi đấu của cầu thủ Việt Nam. "Tôi cho rằng cầu thủ Việt Nam có tâm lý ngại sang Hàn Quốc thi đấu. Cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam là Công Phượng từng thi đấu tại Hàn Quốc và nói rất nhiều về khó khăn trong việc chuẩn bị thể lực và sự dẻo dai cần có khi chơi bóng tại đây", ông Park nói thêm. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc những việc liên quan đến cá nhân, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 16 tháng 2 tới đây. Ông Park kết thúc hợp đồng với đội tuyển Việt Nam sau ngày 31 tháng 1 vừa qua. Trước đó, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc bắt đầu nắm đội tuyển Việt Nam từ tháng 10 năm 2017. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết ASEAN Cup 2019, lọt vào vòng loại thứ 3 của Cup khu vực châu Á 2022. Với đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo vào bán kết giải U23 châu Á năm 2018. Vào bán kết ASEAN Game năm 2018, hai lần vô địch SEA Game 2019 và 2021.